Kính thưa quý vị, một thông tin khác liên quan đến dịch COVID-19, đó là ngày 10 tháng 11, người dân ở bang Queensland của nước Úc đã nhận được khuyến cáo là nên đeo khẩu trang tại một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong bối cảnh số người nhập viện vì COVID-19 tại địa phương này bất ngờ tăng gấp đôi lên 205 người trong vòng 7 ngày vừa rồi. Thủ hiến bang Queensland Anastasia Palaszczuk cho biết mức độ cảnh báo về virus SARS-CoV-2 tại địa phương đã nâng lên cấp độ 2. Chuyển từ màu xanh lá sang màu hổ phách, đồng nghĩa với việc người dân được khuyến khích nên áp dụng trở lại các biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang tại các khu vực trong nhà, đặc biệt là tại các bệnh viện, khu chăm sóc người bệnh hay người cao tuổi. Cụ thể, một số phân tích mẫu bệnh phẩm mới nhất cho thấy dòng phụ XBB còn được biết đến với tên gọi là biến thể BA.2.10 đã xuất hiện và được dự đoán sẽ là nguyên nhân gây ra làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư trong những tháng tới. XBB được phát hiện lần đầu tiên tại Singapore là dòng phụ của biến thể Omicron, có khả năng lây lan và trốn tránh miễn dịch hiệu quả nhất từ trước đến nay, có thể vô hiệu hóa các liệu pháp kháng thể hiện có, bao gồm cả vaccine ngừa bệnh COVID-19.